Đại đội 4/52, biệt động quân với Bình Long Anh Dũng. Biệt động quân, Đoàn Trọng Hiếu. Nửa đêm ngày 20 tháng 4, bọn Việt Cộng tìm cách chọc thủng phòng tuyến của chúng tôi. Chúng nhào lên tiến chiếm trường Quốc Quan, nhưng gặp phải mìn bẫy của chúng tôi gài lại mấy ngày trước nên bị thiệt hại. Tuy nhiên, toán tiền đồn của trung đội 1 nằm ở ống cống bên đường chạm nặng, nên toàn trung đội phải sang tăng cường. Cuộc chiến diễn ra sau những bức tường, cả hai bên trao đổi qua lại bằng lựu đạn, thỉnh thoảng mới có vài loạt đạn khi thấy rõ nhau. Trận chiến cứ thế dằn dai cho đến gần sáng thì tạm ngừng, lại thêm hai binh sĩ hy sinh, trong đó có hạ sĩ Cắt là con ông Sáu tùy phái làm chung với vợ tôi tại ti xã hội Biên Hòa. Phía đại đội 3 bên cánh phải dường như chậm nặng, chúng dùng hỏa lực chiến xa thổi sập các bức tường che chắn. Trung úy Hà Ngọc Tĩnh, khóa 23 Thủ Đức, là đại đội trưởng hy sinh. Tuy nhiên bọn chúng cũng không vượt qua được tuyến tử thủ của đại đội 3, đại đội nòng cốt, cái xương của tiểu đoàn trong suốt nhiều năm từ trận Đồng Xoài năm 65 đến trận Kim Hải năm 67, nơi xuất thân của các đàn anh tên tuổi như Trần Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Quang, Đào Văn Năng, vân vân. Tình hình chung là hầu như tất cả các đại đội đều có giao tranh từng giờ từng phút, vì cả hai bên đều trong tư thế cày răng lược, có khác chăng là chạm nặng hay chạm nhẹ mà thôi. Nếu so với các đại đội khác thì đại đội 4 chúng tôi chịu áp lực tương đối nhẹ hơn nên cũng thiệt hại ít hơn. Vài ngày sau chúng tôi được lệnh đổi vị trí cho đại đội 1 vì trong mấy ngày qua giao tranh khốc liệt nên dàn cán bộ hạ sĩ quan và sĩ quan đã hy sinh hoặc bị thương nặng. Hai cán bộ duy nhất còn lại là trung úy Lê Văn Hiếu và thượng sĩ Đông, thường vụ đại đội. Cuộc chuyển quân thay thế thật gây go, cứ mỗi lần băng qua đường là hàng loạt đạn AK hay RPD lại bắn xối xả. Đến chiều tối thì cả hai đơn vị đã vào vị trí, tuy nhiên cũng không tránh khỏi tổn thất nhẹ, tuy chỉ với vài binh sĩ bị thương. Vì tình hình di chuyển khó khăn, hơn nữa bệnh viện tiểu khu mấy hôm nay đang là điểm tập trung pháo kích của địch, nên chỉ trường hợp quá nguy kịch mới chuyển lên tiểu đoàn hay liên đoàn, còn nhẹ thì băng bó nghỉ ngơi tại chỗ và tiếp tục chiến đấu. Cùng ngày này, liên đoàn 81 biệt cách dù cũng vào thay thế vị trí của trung đoàn 7 sư đoàn 5 bộ binh bên cạnh chúng tôi. Theo anh em 81 cho biết thì họ nhảy vào An Lộc đã mấy ngày nay, rồi bằng sở trường di chuyển tấn công đêm, họ đã từ cánh rừng cao su phía đông băng qua phía bắc đồi Đồng Long, không chạm địch nhưng không gặp đơn vị bạn nên trở lui, và bắt đầu chạm địch từ vòng đai thành phố khi trở vào. Điều này cho thấy các đại đơn vị địch đều bám sát các đơn vị của ta để tránh bom, vì B-52 lúc này đã thả ngay trên vành đai thành phố cách vị trí của ta chỉ hơn 500 mét. Tuyến tử thủ bên trái tôi lúc này là đại đội 3/81 biệt cách dù, do đại úy Phạm Châu Tài làm đại đội trưởng. Có anh em 81 biệt cách dù nằm bên cạnh mình, tôi cảm thấy ấm hơn. Nhưng vì màu cờ sắc áo nên cũng phải lì hơn, cho dù quân số lúc này chỉ còn bằng 1/3 quân số của một đại đội biệt cách dù, lại tử thủ ở một vị trí trọng yếu. Đối diện bên kia đường quốc lộ 13 là trường Quốc Quan, chiến xa địch từ phía Đồng Long xuống, chắc chắn phải tiến qua phòng tuyến của đại đội tôi. Mấy hôm nay đã thấy thấp thoáng một đơn vị dù lập tuyến phòng thủ bảo vệ Bộ Tư lệnh Tiền phương ở phía sau, đã nghe được tiếng đề ba của pháo binh dù từ đầu gió vọng vào thêm ấm lòng chiến sĩ. Tôi hy vọng tình hình sẽ sáng sủa hơn, nhưng chỉ được vài hôm thì tên tiểu đoàn 6 dù bị tràn ngập, thế là niềm hy vọng lại tắt ngúm. Tình trạng lương thực và đạn dược ngày càng thiếu thốn. Các cánh dù tiếp tế thả từ trên cao hầu hết bay sang phía Việt Cộng. Quả hoàng may mắn, có chiếc nào rơi gần thì cũng phải khó khăn lắm mới bò ra dưới hỏa lực địch để lôi vào được. Cũng may tình trạng này không kéo dài, vì sang đến khoảng đầu tháng 5 thì phương cách thả dù tiếp tế được thay đổi. Thay vì dùng dù to, thì nay có nhiều lỗ trống được thay vào để xuống chính xác hơn, nhanh hơn. Số dù lạc ra ngoài không còn như trước. Các đơn vị chia sẻ cho nhau lương thực cũng như đạn dược để cùng nhau tử thủ. Duy chỉ có pin sử dụng cho máy PRC-25 là không thấy có, cho mãi đến cuối tháng 5. Đến nay, đại đội vẫn phải trong tình trạng mở máy liên lạc với tiểu đoàn vào mỗi đầu giờ. Còn các trung đội thì chỉ mở máy liên lạc khi khẩn cấp. Cũng may là ngày nhảy vào An Lộc, các máy PRC-25 đều được thay pin mới và mang theo một cục phòng hờ, nên cũng bớt khó khăn về việc liên lạc truyền tin.
Quả thật tình hình vào lúc này các đại đội cũng chẳng trông mong gì được ở tiểu đoàn. Các đại đội tự lo về mọi mặt, chẳng khác nào đại đội đang hoạt động đơn độc trong lòng địch, không có bất cứ một yểm trợ nào. Chúng tôi cho đào giao thông hào chung quanh nhà và dùng các mảng tường vỡ chồng chất lên làm thành hầm trú ẩn. Mọi di chuyển tuyệt đối phải dưới giao thông hào. Trên các tầng lầu cũng chất các mảng tường vỡ làm lâu cốt phòng thủ. Mỗi di chuyển phải bò lom khom trên sàn, vì cứ thấy bóng người là bọn chúng lại sổ vào như mưa từ phía sau trường quốc quan sang, cũng như từ mấy căn nhà ở phía bắc xuống. Hầu như không đêm nào là bọn đặc công của đoàn 429 đặc công Việt Cộng không tìm cách tấn công. Khi thì chúng lợi dụng đêm tối, thoa lọ nhẹ bò vào, khi thì chúng đậu những tấm tôn để che giấu rồi di chuyển vào bằng thế ngồi xổm, nhưng tất cả đều bị phát giác, tiêu diệt hoặc đánh bật ra. Nhờ một bành lựu đạn và đạn súng cối 60 trơi ngay cạnh đại đội nên cây cối 60 hàng đêm bắt đầu bắn quấy rối cách phòng tuyến chừng vài chục mét. Thỉnh thoảng lại tung ra vài trái chung quanh, gây cho chúng nhiều tổn thất cũng như khó khăn. Đại đội cũng thỉnh thoảng tung những toán phục kích ra ngoài vào ban đêm, gây cho chúng nhiều tổn thất bất ngờ, nhưng cũng đôi lần chỉ vừa ra khỏi phòng tuyến chưa đầy vài thước bị chúng phát giác, bị đánh bật vào. Các tử thi rải rác phía xa ngoài phòng tuyến chừng vài chục mét dưới cái nắng của cuối tháng tư cộng thêm vài cơn mưa rào không ướt đất đã thối rữa bốc mùi, khiến không khí vừa căng thẳng vừa ô nhiễm đến ngột ngạt. Vấn đề vệ sinh ăn ở cho cả đại đội cũng là một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên nhờ có một cái giếng cạn trong nhà và một nhà vệ sinh có bàn cầu con thỏ nên cũng tạm ổn. Cho đến những ngày cuối tháng 4, sau khi đại đội bắn hạ được chiếc T-54 vào ngày 18 tháng 4, cũng như đạn dược và lương thực được tiếp tế, thì tinh thần binh sĩ phấn chấn lên hẳn. Cũng chính vì cái tình trạng luôn nằm trong thế phòng thủ, chờ địch tấn công đêm cũng như ngày, lúc đầu còn làm cho tinh thần căng thẳng, nhưng dần dà nó trở thành quen, quen đến nỗi nếu thấy bóng địch quân thấp thoáng sau mấy bức tường cách xa vài chục thước cũng chẳng cần bắn vội, cứ đợi cho chúng đến gần chừng 10 thước thì tất cả đồng loạt tác xạ. Tin Trung úy Đỗ Mạnh Trường, đại đội trưởng đại đội 2 bị thương và thiếu úy Đức, đại đội phó tử trận, khiến tôi nhớ lại lời của hạ sĩ Nhất Tạ Tơ thuộc khẩu đội 81 của tiểu đoàn nói với tôi hôm tháng 12 năm 71, khi tiểu đoàn đang hấp tại trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ. À, kỳ này về tiểu đoàn mình đụng nặng lắm, đại đội trưởng chỉ còn mình ông. Sao mày biết? Tôi coi bài thấy vậy nên nói thiếu úy nghe. Mày mồm miệng ăn mắm ăn muối đừng có nói bậy, thiếu ta dậu ổng nghe thì mệt nghe mày. Tôi chỉ nói cho mình ông thầy nghe thôi mà. Nhớ lại điều này, tôi vào tần số nội bộ của đại đội 1 nói chuyện với Trung úy Lê Văn Hiếu, nhắc chừng ông cẩn thận và kết luận với câu quen thuộc. Ê, thông thị thủ, cô lũ thì dương nghe ông. Hai đại đội 2 và 3 được nhập lại và đại quý Nguyễn Thế Kỳ trưởng ban 3 tạm thời xuống chỉ huy hai đại đội này. Vào một đêm tối trời, hạ sĩ Nhất Oan đang trong ca gác đôi. Vì trời tối đen đến nỗi đưa bàn tay ra trước mặt cũng chỉ thấy lờ mờ, nên toán gác ở trên lầu vẫn quăng lựu đạn ra chung quanh nhà, cũng như cây cối 60 vẫn bắn cầm chừng cách phòng tuyến chừng vài chục mét để ngăn chặn bọn chúng bò vào. Nhưng đêm nay có lẽ bọn đặc công tinh quái hơn, chúng đã luồn lách để lọt vào sát chân tường. Đang toan tính đột nhập vào, bất ngờ chúng gây một tiếng động nhỏ, ngay lập tức hai trái lựu đạn trong tay chỉ cần gạt chốt an toàn phụ được hạ sĩ Oan buông ngay trước mặt không đầy hai thước. Gần chục trái lựu đạn tung ra tiếp theo cùng một vài loạt đạn M16, sau đó trở nên yên tĩnh. Vài phút sau, hạ sĩ Oan tay xách cây AK-66 bắn xếp còn dính bê bết máu chạy đến hầm của tôi. Mình hiểu ơi, tụi nó chết cây hầm của tôi thò tay ra ngoài đụng một thằng với cây súng này à. Tôi nói Oan quay về vị trí và cẩn thận đợi sáng sẽ tính. Tờ mờ sáng nhìn qua lỗ châu mai thấy 6 tên Việt Cộng chết nằm sát chân tường. Tôi gọi thượng sĩ Thóc thường vụ cho đào một cái hố bên hông nhà, rồi cho bò ra cột dây từng tên kéo vào chôn. Tất cả 6 tên đều mang thủ pháo đầy người, duy nhất chỉ có một tên đi đầu mang súng. Bọn Việt Cộng thấy có người bò ra, chúng nổ súng xối xả khiến một binh sĩ bị thương. Cho đến lúc này, tổng thất của đại đội là 7 hy sinh và khoảng gần 20 bị thương. Tình hình chiến sự cứ tiếp tục xảy ra như thế. Phía bên cổng quân thì pháo vẫn cứ rót vào đều đặn ngày cũng như đêm. Lực lượng bộ binh địch
thì cũng vẫn tìm cách xâm nhập sâu vào trong phòng tuyến của ta đêm cũng như ngày. Còn phía ta thì không quân vẫn oanh tạc chung quanh thành phố, cách tuyến phòng thủ chỉ vài trăm mét. B-52 thỉnh thoảng cũng trải bom ngoài vành đai thành phố, cũng như các bìa rừng cao su, nơi nghi ngờ có địch ém quân. Sự yểm trợ của không quân đã gây cho địch tổn thất nặng nề. Sau này khi đẩy lui được bọn chúng ra xa, chúng tôi đã thấy bên phía tây đường đi vào Phú Lố đã có 7 chiếc T-54 bị trúng bom, trong phía Quảng Lợi thì cũng hơn chục chiếc. Theo lời của anh em Liên đoàn 5 biệt động quân sau khi tiến chiếm lại khu này, riêng sự yểm trợ về pháo binh thì không có đơn vị pháo binh nào yểm trợ cho mặt trận được. Vì phòng thủ gần công viên Tàu Phùng, nên tôi được biết mấy khẩu pháo ở đây chỉ trực xạ khi chiến xa địch tấn công hay thỉnh thoảng phản pháo nhỏ giọt vì hạn chế đạn dược. Trận tổng tấn công lần thứ 3 của Cộng quân. Đêm ngày 13 rạng 14 tháng 5 năm 72, Cộng quân lại tấn công mãnh liệt vào các đơn vị tử thủ. Lần này chúng tung toàn bộ lực lượng hồng dứt điểm trận chiến đã kéo dài hơn 40 ngày. Khoảng 1 giờ sáng, địch pháo tập trung vào thành phố. Ngoài pháo tầm xa thì lần này các chiến xa nằm sẵn cũng hung hãn khai hỏa trực xạ vào các vị trí tử thủ, cộng thêm với B-40, B-41 và AK đủ loại. Đúng 4 giờ sáng, cộng quân trải bức tường khói bao phủ cách chừng trên 200 thước, trong khi các chiến xa bắt đầu hút đổ tường vừa bắn vừa tiến vào. Theo sau là đám bộ binh địch hò hét điên cuồng, tiếng xích sắt và tiếng gầm rú của chiến xa đã đến gần. Tôi hét lên trong máy cho toán xăng chiến xa ở trên lầu 3 của bá, người trung sĩ nhất mới 19 tuổi, nhưng tiếng hét của tôi hầu như bên ngoài nghe rõ hơn bên trong máy. Bá ơi, đợi cho chúng nó chạy ngang rồi hãy bắn. Vừa dứt thì tiếng xích sắt đã đến ngang hông nhà và hai tiếng ập oành cùng tiếng súng nhỏ và lựu đạn thi nhau nổ. Chiếc chiến xa PT-76 rú lên rồi bùng cháy, trong khi đám lính Việt Cộng Tùng Thiết chỉ phản ứng được vài loạt đạn, trên chục tên ngã gục, số còn lại chạy tạt ngang sang bên trường Quốc Quang với tiếng chửi vọng vào nghe rõ mồn một. Mẹ bắn thế mà những thằng quỷ vẫn còn! Trung sĩ Nhất Bá hét vọng xuống trong nỗi vui mừng. Ha! Mình hiểu rồi! Mẹ bắn cháy nó rồi! Hai chiếc T-54 chạy phía sau thấy chiếc PT-76 bùng cháy cũng hốt hoảng chạy vào đằng sau bức tường quanh sân bóng rổ của trường. Bên trái chúng tôi chừng hơn 30 mét, một chiếc T-54 khác cũng đang hung hãn lao vào phòng tuyến của đại đội 3, liên đoàn 81 biệt cách dù và cán ngay lên phòng tuyến, nhưng bị bắn hạ tại chỗ. Sau này tôi được nghe người hạ chiếc T-54 này là Trung úy Dương Thương Ngộ, đại đội phó. Thật là may mắn cho đến lúc này đại đội chúng tôi chỉ vài anh em bị thương nhẹ vì gạch đá văng vào. Phía bên cánh phải tôi thì đại đội 1 bị tấn công nặng, hai chiếc chiến xa nằm bên hông trường Quốc Quang yểm trợ cho đám bộ đội đánh bật phòng tuyến đại đội 1 đang nằm trong ti phát triển sát tộc. Đối diện phía hướng nam của trường Quốc Quang, đại đội 1 phải dạt sang ti chiêu hồi phía hướng đông. Hàng trăm địch quân ào ạt tràn sang chiếm lĩnh ngay vị trí này. Tôi cho tăng cường thêm một khẩu đội đại liên M60 để ngăn cản, nhưng chỉ gây tổn thất, nhưng không chặn được bọn chúng. Từ đây chúng bắt đầu đánh thẳng vào vị trí của đơn vị dù bảo vệ Bộ Tư lệnh Tiền phương. Không may cho đại đội chúng tôi, trời mờ sáng thì bọn chúng phát giác ra một tổ khinh binh của chúng tôi nằm trong đường cống ngang qua đường, do Hạ sĩ Nhất Thương làm tổ trưởng. Chúng len theo các bức tường ở phía sau lưng để tấn công. Khi chúng đến gần thì chúng tôi từ bên đây đường mới thấy nên nổ súng ngăn cản, nhưng không kịp nữa. Hai trái lựu đạn được bọn này tung ra trước ngay trên đường cống, khiến Hạ sĩ Nhất Nguyễn Văn Thương và binh nhất Nguyễn Hoàng Vân bị thương nặng. Chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn để có thể mang hai người bị thương và trút tổ khinh binh này về bên đây đường. Vì địch ở trên cao và khuất sau những bức tường, chúng tôi phải dùng M72 và tập trung hai cây đại liên M60 bắn ngược xuống. Nhưng chúng tôi cũng bắt đầu bị hỏa lực của dù từ phía sau bắn lên vì địch quân đang ở giữa. Vì phải chui dưới đường cống ngầm nên phải mất hơn 10 phút, chúng tôi mới mang được tổ khinh binh và hai binh sĩ bị thương về được bên ti thông tin, rồi chuyển sang căn lầu ban chỉ huy đại đội phía bên đây đường. Hạ sĩ Nhất Thương bị nát ngực và mặt, mỗi lần thở hắt ra là máu lại trào theo. Còn binh Nhất Vân thì bị một miếng chui vào sọ, máu chỉ trĩ ra nhưng đã mê man và bắt chuồn chuồn. Kinh nghiệm cho biết hai anh sẽ không qua khỏi. Tôi bảo Thượng sĩ Thốc, Thượng vụ cho đào một cái hố bên cạnh nhà nơi đã chôn 6 tên lính cộng sản trước đây.
ngồi nhìn hai thằng em đang sắp sửa ra đi mà mình bó tay thật ứa nước mắt. Tôi ngồi thờ người ra trút hết điếu thuốc rê này đến điếu thuốc rê khác. Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt phía bên đại đội 1 ở Ti Chiêu Hồi và phía tiểu đoàn 5 dù sau lưng chúng tôi. Cộng quân không thể tiến xuống thêm được vì từ phía Ti phát triển sát tộc đến phòng tuyến của nhảy dù chỉ có mỗi ngôi nhà sàn đã cháy nên chúng chỉ bám chặt vào mấy căn phố trên đại lộ hoàng hôn sau lưng chúng tôi. Trong khi ngồi nhìn hai thằng em đang sắp sửa ra đi thì Thường Trọc, người hạ sĩ mang máy truyền tin cho tôi biết tin Trung úy Lê Văn Hiếu, đại đội trưởng đại đội 1 tử trận, xác còn nằm bên kia đường trong khu ti phát triển xác tộc, không kéo về được. Thật bàng hoàng, vì anh với chúng tôi là những thằng bạn thân chơi với nhau từ những ngày còn là chuẩn úy. Chợt nhớ lại lời của hạ sĩ Tạ Tơ nói với tôi, à kỳ này về tiểu đoàn mình đụng nặng lắm, đại đội trưởng chỉ còn có mình ông. Khiến tôi rùng mình, vậy là kể từ giờ phút này, đại đội trưởng của tiểu đoàn chỉ còn có mình tôi. Tôi gọi sang đại đội 1 gặp Thượng sĩ Đông và được ông cho biết, vì nóng lòng chiếm lại vị trí bị mất, nhiều lần Trung úy Lê Văn Hiếu cho đánh sang nhưng đều bị thất bại. Nên sau cùng ông cùng vài khinh binh nổ ào ạt vào địch quân rồi lăn nhanh qua đường, nhưng ông cùng một binh sĩ hy sinh khi vừa chạm lề đường và không kéo sát được về. Hạ sĩ Thương và binh Nhất Vân cũng chỉ cầm cự được hơn nửa giờ nữa rồi ra đi. Gạt dòng nước mắt vừa chảy ra, tôi bảo Thượng sĩ Thóc cho quấn phong xô rồi đem chôn bên hông nhà. Chiến sự tạm lắng. Giờ đây đại đội chúng tôi phải đối diện với địch quân phía trước, phía hông phải và cả một phần phía sau lưng thật nguy hiểm. Vì nếu chúng tấn công vào đơn vị dù không lọt, chúng quay sang tấn công chúng tôi ở phía hướng Tây, nên tôi e chúng tôi không đủ lực ngăn cản. Nhưng may quá, buổi chiều thì thiếu tá Lê Quý Dậu, tiểu đoàn trưởng gọi tôi. Hiểu nó chết rồi, cậu mang đại đội 1 về với cậu. Nhớ liên lạc với Thượng sĩ Đông để hướng dẫn nó, cẩn thận kẻo nó lạc vào khu tụ diệt cộng thì bỏ mẹ. Tôi nói với Thượng sĩ Đông dắt anh em đi vòng xuống khu vực của đơn vị dù rồi bọc lên khu công viên Tàu Phùng, rồi tôi cho hai người ra đón vào vị trí. Toàn bộ trên 80 người của đại đội 1 từ ngày đầu của mặt trận đến nay chỉ còn 31 người. Đông cho tôi biết đã có 26 binh sĩ hy sinh, sĩ quan và hạ sĩ quan không còn ai hết ngoại trừ mình ông. Tôi lấy 6 người đưa sang trung đội 3 của Thượng sĩ Lữ, phần còn lại tạm gọi là trung đội 4 do Thượng sĩ Đông chỉ huy và trám vào vị trí của trung đội 1 của chuẩn úy Thập Lỡ được điều sang ti thông tin phòng thủ chung với trung đội 3. Vì phòng tuyến đại đội 1 trước đây bị mất, và đại đội này được rút về với tôi, nên khu vực phát triển xác tộc và khu Ti Chiêu Hồi bị bỏ trống. Một hành lang chuyển quân của cộng quân từ phía bắc xuống qua trường Quốc Quang vào ti phát triển xác tộc và Ti Chiêu Hồi không bị ngăn chặn. Trước tình hình căng thẳng này, tôi lợi dụng hai chiếc T-54 và PT-76 bị bắn cháy hai bên hông nhà để làm lô cốt phòng thủ. Nhưng rất tiếc các cây đại bác 100 ly, 76 ly và thượng liên 12 ly 8 bị cháy không còn sử dụng được. Thay vào đó, tôi cho đặt mỗi lô cốt một tổ đại liên M60 trên pháo tháp, nên cũng gây khó khăn không ít khi chúng phải băng ngang đại lộ hoàng hôn. Thời gian cuối tháng 5 năm 72 này, có thể vì nguồn tiếp tế không kịp, nên đại pháo cũng như hỏa tiễn pháo vào thành phố cũng thưa dần, thay vào đó là cối 81 và 82 ly thường xuyên hơn. Cái tinh ma xảo quyệt của phe Cộng sản là chúng chế tạo vũ khí của chúng kích cỡ nhỉnh hơn của phe ta một chút. Ví dụ, loại đạn của Cộng sản, súng cối 61 ly, phe tự do 60, súng cối của Cộng sản 82 ly, phe tự do 81 ly, đại liên 50, 12 ly 8, phe tự do 12 ly 7. Vì thế, chúng có thể sử dụng các loại đạn mà chúng lấy được của ta, hoặc khi dù tiếp tế lạc sang bên chúng, ngược lại thì chúng ta không thể dùng đạn của chúng cho vũ khí của chúng ta. Mấy hôm trước, một gia đình nằm trong khu vực của đại đội 3 trên 81 biệt cách dù bị trúng pháo, một cô gái khoảng 16 tuổi bị thương ít ngày sau thì chết. Tôi cũng cho chôn bên cạnh nhà, nhưng hai ngày sau thì một trái 82 lại trước sát ngay bên cạnh. Thi hài cô bé lại một lần nữa bị xới tung lên, nên tôi phải cho chôn lại. Ít ngày sau, hạ sĩ Thụy, y tá đại đội 1 tử trận cũng được chôn cạnh cô gái này. Khi đang chôn, Thượng sĩ Thóc còn đùa. Con nhỏ còn vị thành niên, mày đừng có lạng chàng mà ra tòa đó. Đêm mùng 6 tháng 6 năm 72, Trung úy Khuê từ ban chỉ huy liên đoàn gọi xuống cho biết, tôi cần chuẩn bị đánh dấu mục tiêu bằng trái sáng để AC-130 Spectre của Không quân Hoa Kỳ tác xạ.
Đây là loại máy bay C-130 được trang bị đại bác 105 ly gắn song hành với cây 40 ly chỉ điểm mục tiêu bắn rất chính xác và hiệu quả. Tôi cho bò ra ngay giữa bồn binh đánh dấu bằng mìn chiếu sáng, nhưng rất tiếc sau vài lần tác xạ không chính xác vì trục trặc kỹ thuật, nên máy bay lại rời vùng bay về Thái Lan. Đêm hôm mùng 7 tháng 6 năm 72, chiếc AC-130 Spector lại lên vùng. Lần này sau khi mìn chiếu sáng được tung ra, cây 40 ly trên máy bay tác xạ trúng ngay mục tiêu, làm trái mìn chiếu sáng bị hất tung lên. Tôi biết Trung Quý Khuê cho biết là hệ thống súng ok và tôi có thể điều chỉnh từng mét. Từ mục tiêu trái sáng, mục tiêu đầu là sân thượng trường Quốc Quang, gần chục trái 105 ly giáng xuống chỉ cách chúng tôi một con đường, rồi từ đó tôi kéo dài lên hướng bắc bắn vào phía bên kia tường sân bóng rổ, kéo sang phía đông ngôi trường rồi kéo xuống phía nam đại lộ Hoàng Hôn Ti phát triển sắc tộc. Gần 60 trái 105 ly được bắn xuống chung quanh trường Quốc Quang nơi ẩn nấp của cộng quân. Sáng ngày hôm sau mùng 8 tháng 6, từ chiếc xe tăng PT-76 bị bắn cháy, từng tổ nhỏ của trung đội 1 do chưởng úy Thập Lợi chỉ huy bắt đầu băng qua đường xâm nhập vào ngôi trường. Khi toàn trung đội vừa lọt vào trong thì bất ngờ cộng quân bắn một trái B-40 từ phía sau. Tôi quan sát diễn tiến từ trên lầu 2 của một căn nhà, nên khi tên này vừa giương cây B-40 từ hầm bí mật lên, thì với cây M-16 trên tay, tôi đã đẩy nguyên một băng đạn khiến hắn hoảng hốt bắn vọt lên lầu rồi vội vã đẩy nắp hầm lại. Tôi gọi chỉ huy Thập Lỡ cho trung đội bố trí lại và cho tôi gặp Hạ Sĩ Giáp, một tổ trưởng rất gan dạ và tháo vát của trung đội, vào đầu máy để nhận lệnh trực tiếp. Tôi yêu cầu Giáp mang theo hai trái lựu đạn đã bung hết chốt an toàn. Tôi sẽ bắn M79 chỉ định mục tiêu và tấm tôn ngụy trang cái nắp hầm. Sau đó Giáp bò lại lật lên và quăng lựu đạn xuống. Lệnh nghe thật đơn giản, nhưng thực hiện thì thật là đứng tim vì không đơn giản chút nào. Sau trái đạn M79 đầu tiên trúng tấm tôn bên cạnh, trái thứ hai trúng ngay mục tiêu. Tôi nói đã trúng và Giáp trả lời đã nhận được mục tiêu. Anh bò chậm trên các tấm tôn và vách đá ngổn ngang, trong khi cả đại đội tập trung súng hướng về mục tiêu canh chừng đề phòng. Khi đến mục tiêu, anh chỉ vào tấm tôn nhìn ngược về phía tôi như yêu cầu xác nhận lại một lần nữa. Tôi giơ tay lên và vung cánh tay như thảy ra dấu xác nhận 5/5. Giáp lật tấm tôn lên ném lựu đạn xuống, như sợ chúng ném ngược trở lên. Anh lấy hai tay đè chặt tấm tôn trong vài giây rồi lăn sang một bên rồi chạy ngược trở về vị trí. Tiếng nổ làm tung tấm tôn lên và khói bay mịt mù. Tôi lệnh cho trung đội 1 đưa tổ khinh binh tiếp tục ném thêm vài trái lựu đạn nữa rồi lục soát mục tiêu. Kết quả cho biết đây là một cái hầm lớn có hai cái điện thoại và dây chằng chịt, 8 cộng quân chết tại chỗ. Tôi tăng cường trung đội 2 của trung sĩ nhất quận sang và bung rộng về hướng bắc thêm vài thước và đào ngay hệ thống phòng thủ dọc theo bức tường đổ nát của sân bóng rổ. Còn trung đội 1 lập hệ thống phòng thủ dọc theo bức tường phía đông trong trường Quốc Quang. Ngày hôm nay kết quả như thế cũng đã vượt ngoài dự tính của tôi. Lúc đầu chỉ là một ý tưởng thăm dò lực lượng địch nhưng không ngờ lại chiếm lại toàn bộ khu trường Quốc Quang và tiêu diệt được một cái hầm chỉ huy. Đây có thể là đầu não của cái lực lượng đã đánh bể phòng tuyến của đại đội 1 và đang xâm nhập vào tuyến của đơn vị dù. Hôm sau, 8 tháng 6, trạng ngày mùng 9, thoạt đầu rất nhiều tiếng huýt gió gọi nhau, dường như chúng đang tìm liên lạc. Vài tên đến sát phòng tuyến bị hạ tại chỗ, như đoán được ban chỉ huy đã bị tiêu diệt và chiếm đóng, nên chúng lảng tránh ra xa vài chục mét. Tiếng huýt gió gọi nhau vẫn cứ tiếp diễn cho đến gần sáng thì ngưng hẳn. Ngay sáng hôm sau, ngày 9 tháng 6, tôi tung trung đội 3 của Thượng sĩ Lữ từ ti thông tin tiến sang ti phát triển sát tộc, không gặp phản ứng của cộng quân. Một số xác cộng quân bị bỏ lại có thể là do kết quả của AC-130 Spector. Xác Trung úy Lê Văn Hiếu chỉ còn một mảng đầu và hai bàn chân nằm trong chiếc giày, cùng hai tấm thẻ bài bị miễn dính chặt vào nhau. Thượng sĩ Thóc đã bỏ tất cả phần thi thể còn lại của ông vào một thùng đạn Đại Liên 50, đem giao cho bộ chỉ huy tiểu đoàn. Sau đó ông được chôn vào khu nghĩa trang của Liên đoàn 3 biệt động quân tại ngay mặt trận An Lộc. Trung đội 1 cũng tiến về hướng đông thêm được hơn 20 thước với vài đụng độ nhỏ. Tối hôm đó trung đội 3 băng qua đường và cùng trung đội 1 lập tuyến phòng thủ qua đêm. Tôi lệnh cho trung đội 4, phần còn lại của đại đội 1 của Thượng sĩ Đông, bỏ ti thông tin để sang thế chỗ cho ban chỉ huy đại đội.
tôi sang gặp đại quý Phạm Châu Tài của đại đội 3 biệt cách 81 nói chuyện với ông về kết quả ngày hôm nay và cho biết ngày mai tôi sẽ tiếp tục đánh lên phía Bắc dọc theo bên phải quốc lộ 13, xong tôi cùng ban chỉ huy đại đội dời sang trường Quốc Quang. Ngày 10 tháng 6, tổng phản công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến nay, sau hơn 40 năm, tôi không còn nhớ rõ là có một lệnh nào để tập trung phản công cho toàn mặt trận vào ngày này hay không, hay là một sự ngẫu nhiên khi thấy đơn vị bên cạnh bung ra thì mình cũng bung theo. Tờ mờ sáng ngày 10 tháng 6, đại đội 4/52 biệt động quân với 3 trung đội căn hàng ngang tiến lên. Thoạt đầu chúng tôi thận trọng di chuyển theo thế chân chim và lợi dụng các hầm chống pháo kích cũng như những bức tường đổ nát của từng ngôi nhà để thăm dò phản ứng của cộng quân. Khi vừa phát giác ra chúng tôi thì chúng chỉ nổ được vài tràng đạn rồi bắt đầu ù té chạy thục mạng. Mới đầu khi thấy chúng bỏ chạy, tôi phải nhắc chừng các trung đội không được hấp tấp trượt theo coi chừng lọt vào bẫy của chúng. Nhưng sau khi quan sát thấy tuyến trước bỏ chạy, tuyến sau cũng la ơi ới chạy theo, tôi ra lệnh đồng loạt tràn lên xả láng sáng về sớm. Quân ta tràn lên như nước vỡ bờ, chẳng bù cho mấy ngày hôm trước đây chỉ là mới lú đầu khỏi vị trí là chúng đã vãi đạn như mưa ngăn cản. Vậy mà hôm nay thì ngược lại, cộng quân chạy như bầy chuột và trở thành những tấm bia di động. Quân số của chúng cũng không phải ít, có khi còn nhỉnh hơn ta, nhưng vì mặt trận bể rồi nên chúng hoảng hốt tháo chạy, nhiều khi cả chục tên chạy chuối vào một cái hầm nổi rồi co quắp lại không chống cự. Một trái M72, hai vài trái M79 thổi vào khiến chúng chết chồng chất lên nhau. Có những tên còn ném cả vũ khí rồi bỏ chạy. Tiếng hô xung phong của binh sĩ đại đội 4 vang lên, tiếng còi tu hít trích từng hồi, tiếng đại liên 60 và M16 chát chúa khô khốc dồn dập khiến chúng quýu dò. Chưa bao giờ cái thế thừa thắng xông lên mạnh và dữ dội như lúc này. Toàn bộ sức lực của các đơn vị được bung ra như cái lò xo sau hơn 50 ngày bị nén xuống trong cái thế tử thủ. Nhìn qua bên trái bên kia quốc lộ 13, tôi thấy đại đội 3 liên đoàn 81 biệt cách cũng đang xuất quân. Trung úy Dương Thương Ngộ, đại đội phó đang hò hét thúc quân, không ầu ạt như nhảy dù hay biệt động. Anh em 81 với lối đánh truyền thống đánh gần và tiêu diệt địch trong khoảng cách gần, nhìn sang bên phải cách gần 100 mét. Tiểu đoàn 36 biệt động quân cũng đang tiến lên. Thiếu tá Tống Viết Lạc vừa thúc quân vừa đích thân điều chỉnh cối 81 tác xạ yểm trợ. Tôi thấy thấp thoáng trung úy Nguyễn Văn Nhân cùng hai người lính truyền tin đang cố vượt lên tuyến đầu. Đằng sau lưng tôi đã nghe thấy tiếng la của đại quý Huỳnh Công Hiển, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 52 biệt động quân, đang hối thúc đại quý Nguyễn Thế Kỳ mang đại đội 2 và 3 ở phía sau cấp tốc tiến lên bên cánh phải của tôi. Trung đội 4 có nhiệm vụ thu lượm chiến lợi phẩm và chất đóng ở phía sau. Số vũ khí thu được gồm một phòng không 12 ly 8, 4B40, B41. Hơn 20 cây AK, ít nhất cũng trên 50 cộng quân bị đại đội 4/52 biệt động quân chúng tôi loại khỏi vòng chiến ngày hôm nay. Đúng 4:15 chiều ngày 10 tháng 6, đại đội 4/52 biệt động quân đã tái chiếm lại toàn bộ sân bay An Lộc. Nơi đây chúng tôi tìm được chuẩn úy Tôn Thất Minh thuộc tiểu đoàn 74 biệt động quân từ Lộc Ninh chạy về, và một bé gái khoảng 7 tuổi nằm ở đây đã hơn 2 tháng dưới bom đạn và không lương thực. Chỉ còn thoi thóp thở, ban quân y của liên đoàn biệt động quân đã lập tức đến kịp thời cứu chữa. Tất cả hai người đã sống sót như một phép màu. Bên cánh phải, tiểu đoàn 36 biệt động quân đã cắm cờ trong khu giao binh bên ngoài sân bay An Lộc. Bên cánh trái, vì cộng quân còn chống trả dữ dội và địa thế khó khăn hơn, nên mãi vào lúc 3 giờ sáng, đại đội 3 liên đoàn 81 mới đẩy lui được cộng quân và cắm cờ trên đỉnh đồi Đồng Long. Sau 3 tháng tử thủ Bình Long, ngày 5 tháng 7, liên đoàn 3 biệt động quân được trực thăng bốc trời An Lộc, để lại được tung vào các chiến trường đang nóng bỏng như giải tỏa Bình Ba, Bình Giả, giải tỏa Hưng Lộc, Dầu Dây và Trảng Bom vân vân. Bỏ lại sau lưng một số bạn bè chiến hữu, một số đã được chôn cất trong khu nghĩa trang tạm thời của liên đoàn 3 biệt động quân, một số được chôn vội vã tại ngay mặt trận. Tiểu đoàn 52 biệt động quân có 89 chiến sĩ hy sinh, riêng đại đội 4/52 của chúng tôi thiệt hại nhẹ nhất, có 9 hy sinh và trên 25 bị thương. Nhưng chiến công của đại đội 4/52 biệt động quân đã trực tiếp hạ sát gần 100 cộng quân, bắn cháy 2 chiến xa và tịch thu trên 60 súng đủ loại, đã góp phần nhỏ tạo nên một Bình Long anh dũng trong quân sử Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng sau 40 năm,
Nhìn lại mặt trận Bình Long, tôi biệt động quân đoàn Trọng Hiếu xin tạ lỗi với những anh em đại đội 4/52 cũng như tất cả quân nhân liên đoàn 3 biệt động quân đã nằm lại tại An Lộc vì tình hình chiến sự lúc đó và vì vận mệnh tang thương của đất nước sau ngày 30 tháng 4. Chúng tôi cũng đã phải nổi trôi cùng vận nước, khiến anh em chịu cảnh mồ hoang mã lạnh suốt 40 năm qua. Tháng 12 năm 2012, các anh đã có nơi ăn nghỉ tạm. Xin quý anh, những người lính hiển linh, hãy giúp chúng tôi tìm được thân nhân của các anh, để các anh sớm về với gia đình, bên cạnh những người thân mà các anh đã hy sinh để bảo vệ. Tôi xin mượn câu của Đức Giêsu: không có tình yêu nào cao quý cho bằng hiến mạng sống mình cho người mình yêu, để gửi đến các anh như lời tạ lỗi muộn màng. Sự hy sinh của các anh sẽ còn lưu lại đến muôn ngàn đời sau. Tác giả biệt động quân đoàn Trọng Hiếu.